Chương thứ hai của tác phẩm Tôi nói gì khi nói về chạy bộ, tác giả Haruki Murakami. Chương 2. Y tiện. Tí. Tóm tắt nội dung của Tiếng Làm Việc Hôm Trước thì tác giả ở đây cho rằng để kéo dài cái sự hồ hởi sang ngày hôm sau thì nên dừng lại khi mà tôi thấy là vẫn có thể chạy tiếp. Đối với công việc cũng thế, nên là thôi. Đây cũng là kiểu chiến thuật tôi cần thiết khi tôi viết cuốn tiểu thuyết. Nói thế để đi tiếp, ta phải duy trì nhịp điệu. Đây là điều quan trọng đối với những công trình lâu dài. Một khi anh đã dẫn tốc độ rồi thì thứ còn lại sẽ theo sau. Một khi ta đã dẫn tốc độ rồi thì mọi thứ còn lại sẽ theo sau. Để đi tiếp, ta phải duy trì nhịp điệu. Đây là điều quan trọng đối với những công trình lâu dài. Một khi ta đã dẫn dẫn tốc độ rồi thì mọi thứ còn lại sẽ theo sau. Vấn đề là ta làm sao để cho quay bánh đà một tốc độ nhất định, và để đến được một thời điểm đó, ta phải tập trung vào và nỗ lực hết mình, hết sức mình. Tôi duy trì chạy bộ, chạy khi trời đổ mưa một lát, những đó là những cơn mưa mát dễ chịu, một đám mây lặng trĩu ngoài biển thổi vào ngay trên đầu tôi, và mưa rơi lất phất một lúc, nhưng rồi nói để nhớ ra. Ôi, mình có chút việc phải làm nữa. Nó bèn rút ra. Một đám mây nặng trĩu ngoài biển. Khi tôi chạy bộ thì trời đổ mưa. Khi tôi chạy bộ thì trời đổ mưa. Và mưa rơi Khi chạy bộ thì trời đổ mưa một lát, nhưng đó là một cơn mưa mát rất dễ chịu, một đám mây nặng trĩu ngoài biển thổi vào ngay trên đầu tôi, và mưa rơi lất phất một lúc, nhưng rồi có như thể nhớ ra, ôi mình có chút việc phải làm nữa. Nó bèn rút đi, nụi niếc tôi một cái cũng không, và rồi cái nắng tàn khốc trở lại thiêu đốt mặt đất. Đó là một kiểu thời tiết dễ hiểu, chẳng có gì bí hiểm hay nước đôi ở đấy. Không phải một một mảy may ẩn dụ hay hay tượng trưng. Trên đường tôi chạy ngay một ngang một ít người đang chạy bộ khác, số đàn ông và đàn bà xấp xỉ bằng nhau, những người tràn đầy sinh lực phóng vút trên đường, xét không khí như đi như bị cướp rượt say say gót vậy. Đó là kiểu thế chịu, chẳng có gì bí hiểm hay nhất đôi ở đấy, cũng không mảy may ẩn dụ hay tượng trưng. Trên đường tôi chạy ngang qua một ít người đang chạy bộ, số đàn ông và đàn bà xấp xỉ là cũng số đàn ông và đàn bà xấp xỉ bằng nhau, nhưng người tràn đầy sinh lực phóng vút trên đường, xét không khí cứ như là sợ cướp rượt gót vậy. Những người khác quá cân hồn hào hồn hển, mắt lim dim, vai vai sụp xuống như thể đây là điều họ chẳng muốn làm ở trên đời này. Họ trông cứ như là tuần trước mới được gặp họ trông cứ như tuần trước mới được gặp bác sĩ điên chuẩn đoán là ô ở chỗ này phì khi họ bắt đầu tập luyện. Họ vai sụp xuống như hệ chẳng hề muốn làm trên đời này. Họ trông cứ như là tuần trước mới được bác sĩ kia riêng chuẩn đoán béo phì và khuyên họ bắt đầu tập luyện. Tôi thì đâu đó ở giữa, tôi thích nghe Novin Spoon, nhạc của họ phần nào thoải mái và không bao giờ phô trương. Nghe loại nhạc êm dịu này gợi nhớ tất cả nhiều ký ức đẹp thập niên 60. Dù rằng không không có gì thật sự đặc biệt. Nếu người ta làm phim về đời tôi, chỉ nghĩ đến là chuyện đó thôi, tôi cũng đã thấy sợ rồi. Những ký ức này sẽ là cảnh họ
Những ký ức này sẽ là cảnh họ sẽ là cảnh họ loại bỏ ở phòng biên tập phim. Ta có thể xóa đi cảnh này, biên tập viên sẽ giải thích nó không tồi nhưng phần bình thường không có nghĩa gì cả, các kiểu ký ức không phô trương tầm thường, không phô trương tầm thường. Nhưng với tôi, tất cả những điều đầy ý nghĩa và quý giá khi khi từng ký ức này vụt qua trong trí óc tôi chắc chắn là một cách thức vô thức mỉm cười hơi 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 trong trong mày. Chúng ta có thể tầm thường nhưng sự tích lũy các ký ức này đưa đến một kết luận, một kết quả. Tôi tại đây lúc này bên bờ kia, bên bờ Bắc Kawai. Đôi lúc tôi nghĩ về sự sống, tôi cảm thấy mình như một mảnh gỗ vụn bị đánh dạt vào bờ. Trong khi tôi chạy, gió mậu dịch từ phía ngọn hải đăng thổi vào lá khuynh diệp xào xạc trên đầu. Tôi thì bắt đầu sống ở Cambridge, Massachusetts vào cuối tháng 5 năm sau năm nay, và từ đó chạy bộ mỗi lần trở thành một trở thành trụ cột chính trong trong công việc hàng ngày của tôi. Tôi bắt đầu sống ở Cambridge, Massachusetts vào cuối tháng 5 năm nay, và từ đó chạy bộ một lần nữa trở thành một một trụ cột chính trong công việc hàng ngày của tôi. Giờ đây tôi đang chạy bộ một cách nghiêm túc. Khi dùng chữ nghiêm túc, tôi muốn nói là 36 dặm một tuần, và cách khác mỗi dặm 6 ngày. Xin lỗi, mỗi dặm một ngày. Cái khác là 6 dặm một ngày. 6 ngày một tuần. Có thể sẽ hay hơn nếu tôi chạy 7 ngày, nhưng tôi phải tính cả những ngày trời mưa và những ngày khi công việc tôi quá bận rộn. Cũng có những ngày thành thật mà nói thì chỉ có tôi cảm thấy mệt quá không chạy nổi. Vì tính đến tất cả các thứ mà này nên tôi nghỉ mỗi tuần một ngày như một ngày phép vậy. Vậy nên 36 dặm mỗi tuần tôi chạy được 156 dặm một tháng, mà đối với tôi là chuẩn chuẩn nghiêm túc, chuẩn chạy nghiêm túc. Tháng 6 tôi đã theo đúng những kế hoạch này, chạy đúng 156 dặm. Tháng 7 tôi đã nâng cự ly nên chạy được 186 dặm. Tôi chia trung bình 6 dặm một một ngày, không chỉ không nghỉ một ngày nào. Tôi chia trung bình 6 dặm mỗi một ngày, không nghỉ một ngày nào. Ý tôi không phải là tôi chạy được chính 6 dặm, chính xác 6 dặm một ngày. Nếu hôm nay tôi chạy 9 dặm, ngày hôm sau tôi chỉ chạy 3 dặm thôi. Với tốc độ chạy 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 tập thì tôi thường chạy được 6 dặm một giờ. Đối với tôi thì đây nhất định là chạy ở mức độ không thể xem thường. Và từ khi đến Hawaii tôi đã duy trì độ này. Lâu lắm rồi tôi mới lại có thể chạy chạy những cự ly như vậy và duy trì kiểu lịch trình nhất nhất định này. Nói có vài lý do tại sao đến có vài lý do tại sao đến một lúc nào đó đời mình tôi đã không chạy một cách nghiêm túc nữa. Đầu tiên là cuộc sống của tôi đã trở nên bận rộn hơn và thời gian rỗi trở nên mỗi lúc một hiếm. Hồi còn trẻ chẳng chẳng phải là tôi có được nhiều thời gian rảnh rỗi như mình muốn, nhưng ít ra như là mình muốn rảnh rỗi như mình muốn, nhưng ít ra tôi cũng không không có nhiều việc linh tinh, không có linh tinh như bây giờ. Không 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 hiểu sao nhưng càng già tôi càng bận bịu hơn. Không hiểu ra nhưng càng già tôi càng bận bịu hơn, không càng bận bịu hơn. Muốn một lý do nữa mà tôi trở nên hứng thú với ba môn phối hợp là marathon, phối hợp hơn là ba marathon. Đấy. Ba marathon môn phối hợp dĩ nhiên ngoài chạy bộ ra còn bao gồm cả bơi lội và đạp xe. Mỗi lần chạy bộ không thành vấn đề với tôi, nhưng để thành thạo hai chặng kia của môn thi đấu. Hồi còn trẻ tôi không phải có nhiều thời gian rỗi như mình muốn, nhưng ít ra cũng có nhiều linh tinh. Không hiểu sao tôi ra đi ở ba môn phối hợp dĩ nhiên ngoài chạy bộ ra còn bao gồm cả bơi lội và đạp xe. Phần chạy bộ thì không thành vấn đề với tôi, nhưng để thành thạo hai chặng kia của môn thi đấu, tôi phải dành rất nhiều thời gian bơi và đạp xe. Tôi phải làm lại từ con số 0 trong môn bơi lội, học lại hình thức đúng, học các kỹ thuật đạp xe đúng và rèn luyện các cơ bắp cần thiết. Tất cả đều đòi hỏi thời gian nỗ lực.
nỗ lực và kết quả của tôi có thời gian dành cho chạy bộ. Tôi nên là thời gian là tôi ít thời gian để chạy bộ. Tuy nhiên, có lẽ chính chỉ đơn giản là đến một lúc nào đó tôi trở nên chán nó. Có lẽ lý do chính chỉ đơn giản là đến lúc nào đó chán nó, tôi bắt đầu chạy bộ vào mùa thu năm 1982 và từ đó đến nay tôi đã chạy gần 23 năm. Mỗi năm trong thời gian ấy trong một thời gian hai, tuy nhiên có lẽ do chính chỉ đơn giản là đến một lúc nào đó tôi trở nên chán nó. Tôi bắt đầu chạy bộ năm 92, trong suốt thời gian này tôi chạy bộ gần như mỗi ngày. Trong suốt thời gian đấy tôi gần chạy bộ gần như mỗi ngày và từ đó đến nay đã chạy bộ gần 30 năm. Trong suốt thời gian đấy tôi đã chạy bộ gần như mỗi ngày trong mỗi năm, tham gia ít nhất một cuộc đua marathon, đến nay đã 20 là 23 cuộc đua và tham gia các cuộc đua đường trường trên khắp trên thế giới, đến nỗi tôi không buồn đếm, dù sao cứ chạy cự ly dài phù hợp với tính cách của tôi hơn. Sau này tôi chạy bộ gần gần như mỗi ngày, mỗi năm tham gia chạy bộ ít nhất một cuộc đua marathon, đến nay là 23 cuộc đua và tham gia các cuộc đua đường trường trên khắp thế giới nhiều đến nỗi mà tôi không buồn đếm. Dù sao bác già này cũng chạy nhiều đấy. Dù sao chạy cự ly dài phù hợp với tính cách của tôi và trong mọi thói quen tôi có được trong đời mình. Tôi phải nói thói quen này rất hữu ích, có nghĩa nhất, có ý nghĩa nhất. Chạy không chỉ đơn không chỉ trong chạy không nghỉ trong hơn 2 thập kỷ cũng đã làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn cả về thể chất lẫn tinh thần. Vấn đề là tôi không ủng hộ mấy bộ môn thể thao đồng đội cho lắm, chỉ vì cái kiểu tôi không chỉ vì cái kiểu tôi như thế thì thôi. Mỗi khi tôi chơi bóng đá, bóng chày, thực ra là lúc trưởng thành thì chuyện này hầu như không bao giờ. Tôi chưa bao giờ cảm thấy thoải mái, có lẽ vì không có anh hay em trai nào. Tôi chưa bao giờ có hứng thú với cái kiểu trò chơi phải chơi cùng người khác. Tôi cũng không mấy giỏi các môn thể thao đối kháng như quần vợt. Tôi không thích môn squat, cũng dễ, nói chung cũng dễ. Hết là một môn đối kháng thì với ai đó thì cái khía cạnh tranh tranh đua của nó là điều tôi làm tôi khó chịu. Và nếu là võ thuật nữa thì tôi lại thì có thể coi như không có tôi, nếu lại là võ thuật nữa thì bạn có thể coi như không có tôi. Đâu mà chuyện là đừng hiểu lầm, tôi không phải hoàn toàn là không có tinh thần tranh đua. Tôi thì thật sự là không phải là không hoàn toàn không có tinh thần tranh đua, thế nhưng mà tranh đua chỉ là không hiểu tôi chưa bao giờ quan tâm nhiều đến việc đến chuyện là tôi sẽ tôi chỉ là không hiểu sao tôi không quan tâm nhiều đến chuyện là tôi sẽ đánh bại người khác hay thua người khác. Cảm nghĩ hầu như không thay đổi khi tôi lớn lên. Chỉ là không hiểu sao tôi không bao giờ quan tâm nhiều đến chuyện là tôi đánh bại người khác hay là người khác như nào, và việc đánh bại ai đều là không hợp với tôi. Tôi quan tâm nhiều hơn đến chuyện tôi có đạt được các mục tiêu đã tôi đang quan tâm nhiều đến những mục tiêu đã đặt ra. Hay đặt ra mình hay không, nên theo đó
Theo nghĩa đó, chạy đường trường hoàn toàn phù hợp với một bộ não như là não trạng như tôi. Và chạy marathon hiểu ý tôi, một người hiểu ý tôi muốn nói, chúng tôi không thực sự quan tâm chúng tôi có đánh bại một người chạy đua cụ thể nào không. Những người chạy đua đẳng cấp quốc tế dĩ nhiên muốn vượt qua đối thủ, muốn vượt hơn hẳn đối thủ ngang sức nhất của mình, nhưng có đối với người chạy đua trung bình tầm thường với chúng tôi, ganh đua cá nhân không phải là cái chính. Tôi chắc chắn nó là có những có những người chạy đua bình thường mong muốn đánh bại một đối thủ nhất định, vậy nên động cơ để luyện tập cật lực hơn. Nhưng điều này sẽ xảy ra nếu đối với đối thủ của họ, bà bất luận vì lý do gì rút lui khỏi cuộc đấu tranh. Nên là vận động cơ để tập luyện cật thực luyện tập cật lực hơn, nhưng điều này sẽ xảy ra nếu đối thủ của họ bất luận vì lý do gì rút lui khỏi cuộc đấu tranh. Động cơ chạy của họ tiêu tan hay ít nhất cũng giảm đi, và họ khó lòng tiếp tục chạy lâu dài được. Hầu hết người chạy bộ bình thường được kích bẩy bởi một mục tiêu cá nhân hơn bất cứ cái gì khác. Ấy là một mức thời gian mà y muốn vượt qua. Hầu hết mọi người chạy bộ thường được kích bẩy bởi một mục tiêu cá nhân hơn bất cứ gì khác. Ấy là một mức thời gian mà y muốn vượt qua. Chỉ cần có thể chinh phục được mức thời gian ấy là y sẽ cảm thấy mình hoàn toàn được cái y là muốn nắm bắt. Chỉ cần có thể chinh phục được cái mức thời gian ấy là y sẽ cảm thấy mình hoàn toàn được mình hoàn thành được cái đã bắt tay làm. Còn nếu không làm được, lúc ấy y sẽ cảm thấy mình chưa hoàn thành, dù y không phá được kỷ lục thời gian mình mong muốn. Song miễn sao y có được cái cảm giác mãn nguyện là đã hết sức mình, và có lẽ đã có một khám phá có ý nghĩa nào đó về bản thân. Trong quá trình ấy thì tự nhiên thì tự điều ấy đã trở thành một là một sự hoàn thành, một cảm xúc tích cực y có thể mang lại qua cuộc đua kế tiếp. Và có lẽ là không dù dù y không phá được kỷ lục thời gian mình mong muốn, xong miễn sao không 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 à miễn sao y có được Trong miễn sao y có được cái cảm giác mãn nguyện là đã làm hết sức mình, và có lẽ đã có một khám phá ý nghĩa nào đó về bản thân trong quá trình ấy thì tự nhiên đã là một sự hoàn thành, một cảm xúc tích cực y có thể mang theo trong cuộc đua kế tiếp. Nhưng mà cũng có thể nói điều tương tự về nghề của tôi. Trong nghề viết tiểu thuyết, đối với tôi không có những chuyện gì như thắng hay thua. Có lẽ do số sách được bán ra, giải thưởng giành được và lời khen ngợi của nhiều nhà phê bình cũng đã là những tiêu chuẩn bên ngoài đối với một thành tựu văn chương, nhưng không có nghĩa thì theo tôi cũng có thể điều tương tự về một cảm xúc tích cực có thể mang lại theo qua cuộc đua kế tiếp. Cũng có thể nói điều tương tự về sự nghiệp của tôi. Trong nghề viết tiểu thuyết, đối với tôi không có những chuyện gì thắng hay thua. Có lẽ số sách bán ra được, giải thưởng giành được và lời khen ngợi của các nhà phê bình cũng như các tiêu chuẩn về bên ngoài đối với một số thành tựu văn chương, nhưng không có có gì trong những thứ ấy là thực sự quan trọng. Điều quan trọng là việc biết là việc viết lách. Là việc viết lách của anh có đạt được đến mức chuẩn mực anh đã tự đặt ra hay cho mình hay không. Có việc có đặt ra ỉnh hay không, không đạt được chuẩn mực ấy là điều ta không thể dễ dàng biện minh. Những chuẩn bên ngoài đối với một thành tựu văn chương cũng là những tiêu chuẩn bên ngoài đối với thành tựu, nhưng không có cái gì trong những thứ ấy là thực sự quan trọng. Điều quan trọng là việc viết lách của anh có đạt được đến mức chuẩn mực anh đã tự mình đặt ra hay không. Không đạt được những chuẩn mực ấy là điều không thể dễ dàng biện minh, bởi khi liên quan đến người khác, anh luôn có thể có một câu trả lời hợp lý, nhưng anh không thể tự nói dối mình.
Trong nghĩa này, viết tiểu thuyết và chạy marathon toàn cự ly rất là giống nhau. Cơ bản thì một nhà văn có một động cơ âm thầm nội tại và không không tìm kiếm sự công nhận từ những trong trong nghĩa này. Viết tiểu thuyết về chạy và chạy marathon toàn cự ly rất là giống nhau. Tự nhiên là rất giống nhau. Cơ bản một nhà văn có một động cơ âm thầm nội tại và không tìm kiếm sự công nhận từ cái nhìn bên ngoài. Với tôi chạy bộ là rèn luyện là đồng thời rèn luyện đồng thời là một ẩn dụ chạy ngày này qua ngày khác, tích góp các cuộc đua từng chút một tôi nâng chuẩn và bằng cách vượt qua mức từng từng mức độ mà tôi nâng mình lên. Với tôi chạy bộ rèn luyện đồng thời là một ẩn dụ chạy ngày này qua ngày khác, tích góp các cuộc đua từng chút một tôi nâng cao chuẩn và bằng cách vượt qua từng mức độ tôi đã nâng mình lên. Ít nhất thì đó là lý do tôi dốc hết sức mình ngày này qua ngày khác để nâng cao tầm mức riêng của mình. Tôi không phải là một người chạy giỏi hoàn toàn không, tôi ở một mức bình thường hay có lẽ giống như tầm tầm thường hơn. Với tôi là chạy bộ và là rèn luyện đồng thời là một ẩn dụ chạy ngày này đến ngày khác, tích góp như các cuộc đua từng chút một tôi nâng cao chuẩn và bằng cách vượt qua từng mức độ mà tôi nâng mình lên. Ít nhất thì đó là lý do tôi dốc hết sức mình ngày này qua ngày khác để nâng tầm riêng để tầm mức riêng của mình. Tôi không phải là một người chạy giỏi hoàn toàn không, tôi ở mức bình thường hay có lẽ giống như là tầm thường thì đúng hơn. Nhưng vấn đề không phải là ở đấy, vấn đề là ở chỗ tôi hoàn thiện mỗi hơn mỗi ngày hôm qua, hay là vấn đề ở chỗ tôi có hoàn thiện hơn ngày hôm qua hay không. Trong trong chạy cự ly dài hay đối thủ duy nhất ta phải đánh bại là chính ta, cái cung cách cũ của ta. Dẫu vậy, từ khi tôi qua độ tuổi 40, hệ thống tự đánh giá này dần thay đổi. Nói một cách đơn giản, tôi không còn cải thiện được mức thời gian được nữa. Tôi nghĩ điều này không thể tránh nổi. Xét về tuổi tác của tôi, đến một độ tuổi mà nào đó ai ai cũng đạt đến đỉnh cao về thể chất của mình. Tôi nghĩ đó là điều không thể tránh khỏi. Xét về độ tuổi tác của tôi, đến một độ tuổi nào đó ai cũng đạt đến đỉnh cao thể chất của mình, nhưng có những cá nhân khác biệt, nhưng phần lớn các tay tay bơi đến được bước ngoặt đó vào những năm đầu của độ tuổi 20. Các quyền Anh thì đạt được cuối độ tuổi 20. Còn các tay chơi bóng chày thì ở giữa độ tuổi 30. Đó là cái mà ai cũng phải trải qua. Có lần tôi ra được mức đỉnh cao thể chất. Có những cá nhân đặc khác biệt với những phần lớn các tay bơi đến từ bước ngoặt đó vào những năm thế mai thay đó là cái mà ai cũng phải trải qua. Có lần tôi hỏi bác sĩ nhãn khoa là có ai tránh được viễn thị khi già không, ông cười nói tôi chưa hề thấy ai như vậy cả, cũng thế thôi. Đúng thế thôi. Cũng thế thôi. May thay đỉnh cao của những người nghệ sĩ khác đáng kể. Dostoyevsky ví dụ viết hai trong số những cuốn tiểu thuyết sâu sắc nhất của ông, Nỗi người quỷ ám và Anh em nhà Karamazov vào năm cuối đời trước khi mất ở tuổi 60. Domenico Scarlatti lúc sinh thời đã viết 555 bản sonat của piano, đa phần khi ông ở độ tuổi từ 50 đến từ 57 đến 62 tuổi. Ok, học một chút nha.
Rồi, tiếp tục. Hay thay, đỉnh cao của tôi với tư cách người chạy bộ đến vào những năm độ tuổi 40. Trước đó tôi đã nhắm chuyện là cứ nhưng tôi đã nhắm chuyện chuyện là tham gia các cuộc đua marathon toàn cự ly trong 3 giờ rưỡi đồng hồ, tốc độ chính xác là 5 phút 1 km. Trước đó tôi đã nhắm chuyện là tham gia cuộc đua marathon toàn cự ly trong 3 giờ rưỡi đồng hồ, tốc độ chính xác là 5 phút 1 km hay 8 phút 1 dặm. Có lúc tôi vượt qua được thời qua thời gian 3 tiếng rưỡi, có lúc không, thường thì không. Thế là thế này thì hay thế khác, tôi cũng đều có thể đều đặn chạy một cuộc marathon trong khoảng thời gian đó. Ngay cả khi đã trưởng thành thì vượt thì trượt hoàn toàn rồi. Ngay khi trưởng thành thì mình trượt hoàn toàn rồi. Khi tưởng trượt rồi tôi vẫn về đích trong chưa đầy 3 giờ 40 phút. Ngay cả khi tôi không tập luyện nhiều hay không được nghe thì nhiều hay không được trong tình trạng sung sức nhất thì vượt qua 4 giờ cũng là điều không thể xảy ra. Mọi chuyện tiếp diễn là tình trạng ổn định ấy một thời gian, nhưng chẳng bao lâu thì tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cũng tập luyện nhiều như trước. Tôi cũng tập luyện nhiều như trước và nhận thấy rằng càng lúc càng khó vượt qua được 3 giờ 40 phút. Phải mất 5 phút rưỡi tôi mới chạy được 1 km. Và tôi đang mọi chuyện tiếp diễn là tình trạng ổn định. Mất ấy một thời gian. Một thời gian. Nhưng chẳng bao lâu thì tôi bắt đầu thay đổi. Tôi cũng tập luyện nhiều như trước, nhưng ta nhận thấy rằng càng lúc càng khó mà vượt qua được mình được 3 giờ 40 phút, đã phải mất 5 phút rưỡi tôi mới chạy bộ được 1 km. Tôi đang dần đến mức 4 giờ mới Và tôi đang dần đi đến mức 4 giờ mới đến được và mới đến đích được cuộc thi marathon. Thành thật mà nói, chuyện này có hơi sốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không cho rằng là mình đang già đi. Trong đời sống hàng ngày tôi chưa từng cảm thấy mình dần yếu đi về mặt thể chất, nhưng dù tôi có phủ nhận hay phớt lờ đi chăng theo chăng nữa thì các con số cứ giảm dần từng bước. Thật mà nói, chuyện này có hơi sốc. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi không cho rằng vì mình đang già đi. Trong khi trong đời sống hàng ngày tôi chưa từng cảm thấy mình đang dần yếu đi về mặt thể chất, nhưng tôi phủ nhận thấy thấy phớt lờ thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phớt lờ thế nào chăng nữa. Lúc này tôi chưa từng cảm thấy mình đang dần yếu đi về mặt thể chất, nhưng tôi phủ nhận phớt lờ thế nào chăng nữa thì các con số cứ giảm dần từng bước. Nhưng dù tôi có phủ nhận hay cố phớt lờ thế nào chăng nữa thì các con số cũng giảm dần đi từng bước.
ngoài ngoài ra thì như tôi nói ở trên, tôi đã trở nên hứng thú hơn với môn thể thao khác, ba môn phối hợp. Môn hô hấp và squat, chỉ chạy mãi thì cũng không có lợi ích, không có lợi gì, không có lợi gì mình. Thì ngoài tôi nói thì tôi hứng thú với các môn thể thao ba môn hô hấp squat, chỉ chạy mãi thì cũng không có lợi gì. Tôi nghĩ nếu đưa ra một đa dạng các sinh hoạt hàng ngày và thiết lập một chế độ thể chất toàn diện hơn, chắc chắn sẽ hay hơn. Tôi thuê một huấn luyện viên bơi nội riêng, người đã giúp tôi bắt đầu khái niệm căn bản, và tôi có học được cách bơi nhanh hay hơn và nhịp nhàng hơn. Cơ bắp của tôi phải đáp ứng lại môi trường mới, và thể lực bắt đầu thay đổi rõ rệt. Trong khi đó, như thủy triều rút, thời gian chạy marathon của tôi tiếp tục kém kém đi dần dần, nhưng không cưỡng lại được, và tôi nhận ra mình không thích chạy bộ nhiều như trước nữa. Một sự mệt mỏi thường trực mở ra giữa tôi và chính ý niệm về chạy bộ. Bắt đầu có một cảm giác thất vọng rằng tất cả công sức của tôi đã không đền đáp, rằng có cái gì đó đang cản trở tôi, và như một cánh cửa mọi ngày ngoài mở rộng bỗng đóng sầm trước mắt tôi. Tôi gọi tình trạng này là nỗi buồn của người chạy. Ở phần sau tôi sẽ nói cặn kẽ hơn là kiểu như là kiểu buồn nào. Thì đã 13 năm kể từ hồi sống ở Cambridge, từ năm 1993 đến năm một năm 1993 đến năm 1995. Từ năm 1993 đến 1995, thời Bill Clinton còn làm tổng thống. Đã 13 năm kể đã 10 10 năm kể từ hồi sống ở Cambridge, còn làm tổng thống khi gặp lại sông Chatley, một ham muốn nữa chạy dâng trào trong tôi. Nói chung là khi gặp lại con sông Salet, một ham muốn được chạy dâng trào trong tôi. Nói chung là trừ phi có một thay đổi lớn nào nào đó xảy ra, nếu không thì những con sông trông vẫn luôn vậy. Và sông Chonet nói riêng thì hoàn toàn không đổi. Thời gian trôi, sinh viên đến rồi đi, rồi đã già thêm 10 tuổi, và bao nhiêu nước đã trôi qua theo đúng nghĩa đen. Những dòng sông không biến đổi, nước vẫn chảy xiết, vẫn lặng thầm hướng về cảng Bắc Tùng. Nước tắm đẫm đôi bờ, làm cho cỏ mùa hè mọc dày, chứa giúp cung cấp thức ăn cho chim nước. Và dòng sông trôi nặng lờ không ngừng nghỉ giữa những cây cầu già cỗi, soi bóng những đám mây vào mùa hè, nhấp nhô những tảng băng vào mùa đông, rồi âm thầm đổ ra biển. Sau khi soạn đồ đạc cho mọi thứ ra rồi, tôi chịu đựng tình trạng quan liêu. Khi chịu đựng quan liêu trong việc chuyển đến đây, vì đã thích nghi với cuộc sống ở Cambridge, tôi lại bắt tay vào việc chạy như là vào chạy bộ nghiêm túc, hít vào khí lạnh sảng khoái ban mai. Sau khi chọn được mọi thứ, tôi chịu đựng tình trạng quan tôi đựng 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 tôi chịu đựng chịu đựng tình trạng quan liêu trong việc chuyển đến đây và thích nghi với việc cuộc sống ở Cambridge. Tôi bắt tay vào việc chạy bộ nghiêm túc, hít thở khí lạnh sảng khoái ban mai. Một lần nữa tôi cảm nhận được niềm vui khi chạy bộ trên mặt đất thân quen, tiếng tiếng bước chân, hơi thở, nhịp đập, rồi trái tim tôi, tất cả hòa quyện cùng nhau, cùng một phức điệu duy nhất. Sông Chalet là thánh địa của đua thuyền buồm. Lúc nào có ai đi ai đó đang chèo thuyền trên sông, tôi thích đua với họ. Thường thì thuyền nhanh hơn tôi dĩ nhiên rồi, nhưng khi chỉ có thuyền một con thuyền duy nhất thong thả chèo thì tôi lại có thể thích thú mà bỏ công khó nhọc. Nếu như mà Nhưng khi có một con thuyền duy nhất thong thả chèo thì tôi có thể thích thú mà bỏ công khó nhọc. Có lẽ vì quê hương của Marathon Bottom mà Cambridge đầy cả người chạy bộ. Có lẽ vì là quê hương của Marathon Bottom mà Cambridge đầy cả người chạy bộ. Con đường chạy bộ dọc sông Chanet kéo dài tít tắp,
nếu muốn ta có thể chạy hàng giờ. Vấn đề là con đường này cũng được người người chạy xe sử dụng nữa. Vậy nên ta phải dè chừng mấy chiếc xe đạp đang vút ngang từ phía sau lưng. Ta cũng phải dè chừng những hàng sau lưng. Còn những cái nứt có nhiều chỗ trên vỉa hè mà ta cần phải cẩn thận không để vấp phải. Có đôi lần đèn giao thông thật lâu khiến tôi có thể khiến ta có thể kẹt lại, có thể gây trở ngại cho việc chạy của chúng ta. Còn lại thì đó là một con đường chạy bộ tuyệt vời. Thỉnh thoảng trong lúc tôi chạy tôi nghe nhạc ra, nhưng thường thì rock, vì nhịp của nó là nhạc đêm tuyệt vời nhất cho nhịp chạy. Tôi thích rock, tôi thích Red Hot Chili Pepper, Oasis và Beck Beck hơn, và cả mấy cái thứ lỗi thời như là Creedence Clearwater Revival và Beach Boy. Nhạc có tiết tấu càng đơn giản càng tốt. Ngày nay nhiều người sử dụng iPod nhưng tôi thích nghe nhạc bằng máy, tôi thích cái máy nghe nhạc MD mà tôi đã quen dùng nó. Nó lớn hơn cái iPod một chút và không chứa được nhiều dữ liệu như iPod nhưng nó tiện cho tôi. Lúc này tôi không muốn lẫn lộn âm nhạc với máy móc, cũng như thật không hay khi nhập nhằng giữa bạn bè, công việc, tình dục. Tôi không muốn lẫn lộn âm nhạc với máy móc, cũng không hay khi nhập nhập nhằng giữa bạn bè và công việc và tình dục. Như tôi đề cập, tháng 7 tôi chạy được 186 dặm, nhưng trong tháng ấy có 2 ngày trời mưa. Cả 2 ngày tôi đều chạy trên đường và rất ít thời tiết, có ít ngày thời tiết quá oi bức nóng nực đến không. Như đến đây tôi đề cập tháng 7 tôi chạy được 186 dặm, nhưng trong ấy có 2 ngày trời mưa và cả 2 ngày tôi đều chạy trên đường và có rất ít ngày thời tiết quá oi bức và nóng nực đến nỗi không chạy được. Vậy nên nói chung chạy 186 dặm không tồi lắm, không tệ chút nào. Nếu chạy 136 dặm mỗi tháng, nghĩa là chạy nghiêm túc, thì chạy 186 dặm phải là cật lực. Nếu chạy 100 một tháng thì nghĩa là chạy nghiêm túc. Nếu chạy 136 dặm một tháng, nghĩa là chạy nghiêm túc thì chạy 186 dặm. Chạy 186 dặm phải chạy cật lực. Chạy nhiều. Nhiều thì tôi càng sụt cân. Trong 2 tháng rưỡi tôi giảm được chừng đâu 3 cân. Với tảng mỡ mới xuất hiện quanh bụng thì và cái tảng mỡ mới xuất hiện quanh bụng biến mất. Cứ hình dung là đến cửa hàng thịt mua 3 cân thịt mang về, bạn hiểu được vấn đề. Tôi có những cảm xúc lẫn lộn khi mang mấy cân thừa đó bên mình mỗi ngày. Nếu ta sống ở Bottom, bia hơi, ở Samoa Adam, Samoa Ale, Rocking Dollar. Người ta là vậy, người ta không nghĩ đến cái gì trong lúc chạy bộ. Thỉnh thoảng chạy nhận ra lúc là bót là phải là hơn và để chính là hơn có thể ngưỡng một chút ai đến tuổi rồi. Và những yếu tố cần thiết của cuộc sống, nhưng tôi khoái chí phát hiện ra là ngay cả khi khoái khó
quay quả những thứ khoái khẩu này cũng có thể được bù đắp bằng tập luyện kiên trì. Nếu ta sống ở bất tầm bia hơi, nên là những yếu tố cần thiết của cuộc sống. Nhưng tôi khoái chí khi phát hiện là ngay cả những thứ khoái khẩu này cũng có thể được bù đắp lại bằng việc luyện tập kiên trì. Có thể hơi ngớ ngẩn một chút khi ai đó đến tuổi rồi mới nói điều này, nhưng tôi chỉ muốn chắc là mình nói rõ ràng cặn kẽ. Tôi là kiểu người thích được ở một mình. Để diễn đạt chính xác hơn, tôi là kiểu người không thấy buồn phiền khi ở một mình. Tôi thấy dành 1-2 giờ mỗi ngày chạy bộ một mình, không nói gì với ai, cũng như 4-5 giờ đồng hồ một mình tại bàn viết làm việc không khó khăn, cũng chẳng buồn chán. Tôi khuynh hướng này khi còn trẻ. Hồi ấy nếu được chọn, tôi thích đọc sách một mình hay chú tâm nghe nhạc hơn là cùng ở với ai đó. Bao giờ tôi cũng có thể nghĩ ra thứ mà họ mà nọ ta thứ này bao giờ tôi cũng có thể nghĩ ra thứ này thứ nọ để làm một mình. Dù vậy nhưng ít nhưng sau khi lập gia đình, lúc mà tôi 22 tuổi, tôi cũng dần quen với chuyện sống sống với một người khác. Sau khi rời trường đại học, tôi làm chủ một quán rượu do tôi học được cái tầm quan trọng của việc cùng người khác. Do vậy tôi học được cái tầm quan trọng của việc làm việc cùng người khác, và cái điều hiển nhiên là ta không thể sống một mình được. Thế rồi dần dà, dù có lẽ đây là cách giải thích của riêng tôi, qua kinh nghiệm bản thân tôi khám phá ra phải làm thế nào để quảng cả để quảng quảng giao bật 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 thiệp. Giờ đây hồi tưởng lại quãng thời gian ấy, tôi có thể thấy rằng suốt những năm tháng 20 của tôi, tuổi 20 của mình, thế giới quan của tôi đã thay đổi. Tôi đã chín chắn hơn bằng cách chõ mũi vào đủ nơi đủ chốn. Tôi có thể có đã có được những kỹ năng thực tiễn cần thiết để sống. Cũng có được không không có được 10 năm dày dặn đó thì chắc tôi không thể viết tiểu thuyết. Và dù tôi dù đã có không thể đến nơi là viết được, chẳng còn phải tính dù cố gắng tôi không thể viết được, không biết được thiết và dù cố gắng tôi không thể viết được, chẳng phải là tính cách con người đã thay đổi khủng khiếp như thế. Cái mong muốn được một mình trong tôi vẫn không thay đổi. Chính vì vậy mà dành một độ tuổi một một giờ để chạy bộ, duy trì thời gian tĩnh lặng riêng tư và của riêng mình là điều quan trọng để giúp tôi duy trì sức khỏe tinh thần. Chính vì vậy mà dành một độ một giờ để chạy bộ, duy trì thời gian tĩnh lặng riêng tư của riêng mình là điều quan trọng để tôi duy trì sức khỏe lẫn tinh thần. Khi chạy bộ, tôi không phải trò chuyện với ai và không phải lắng nghe. Tôi chỉ phải làm mỗi một chuyện không tưởng không thưởng khi chạy bộ, tôi không phải nói chuyện với ai, không phải lắng nghe ai. Tôi chỉ phải làm một việc duy nhất, thưởng ngoạn phong cảnh lướt qua. Đây là một phần trong ngày mà không thể thiếu đối với tôi. Người ta thường hỏi tôi đến nghĩ đến cái gì khi trong lúc chạy bộ. Thường thì chính những người hỏi như vậy chưa từng chạy bộ đường dài. Tôi luôn ngẫm nghĩ câu hỏi này, chính xác là mình nghĩ cái gì khi chạy tôi cũng không biết nữa. Nhưng hôm trời lạnh thì chắc chắn tôi có nghĩ nghĩ một chút rằng trời lạnh làm sao, và nghĩ về cái nóng và những ngày nóng nực. Khi buồn, tôi nghĩ về một chút về nỗi buồn. Khi tôi vui, tôi nghĩ một chút về niềm vui. Như tôi đã nói trước đây, những ký ức bất chợt ùa về về trong tôi thỉnh thoảng. Vậy mà thật 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 ra là hầu hết là không bao giờ. Yeah.
tôi chạy lạnh thì tôi nghĩ rằng một chút rằng trời lạnh làm sao, và nghĩ về cái nóng và những cái ngày oi bức. Khi buồn tôi nghĩ một chút về nỗi buồn, khi tôi vui tôi nghĩ một chút về niềm vui. Như tôi đã nói trước đây, những ký ức bất chợt cũng ùa về trong tôi, và thỉnh thoảng, thật ra là hầu như không bao giờ tôi có được ý tưởng để dùng để viết tiểu thuyết. Nhưng thực ra thì khi chạy tôi không bao giờ nghĩ nhiều về bất cứ gì đáng nói. Thực ra thì khi chạy tôi không nghĩ nhiều về bất cứ gì đáng nói. Tôi chạy trong sự trống rỗng, hay có lẽ tôi nên nói cách khác như thế này: tôi chạy để đạt được một sự trống rỗng. Nhưng các bạn đoán được không? Nhưng như bạn cũng đoán được, thỉnh thoảng có lẽ nẻn một cái có lẽ một ý nghĩ sẽ nẻn mà không khoảng không trống này. Tâm trí con người không thể hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc con người đủ mạnh mẽ và kiên trì để duy trì một tình trạng chân không. Điều tôi muốn nói là kiểu các tư tưởng và ý nghĩ xâm chiếm những cảm xúc của tôi chạy vẫn cứ là yếu so với cái rỗng không trống, với cái rỗng không ấy. Nhưng mà không thể hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc con người không đủ mạnh mẽ hay kiên định để duy trì một trạng thái chân không. Cảm xúc con người không đủ mạnh mẽ hay kiên định để duy trì một trạng thái chân không. Cảm xúc con người không đủ mạnh mẽ hay kiên trì Haruki Murakami. Tôi chỉ chạy chạy sự đâu không, có lẽ tôi nên nói cái khác như thế này: tôi chạy để đạt được sự đâu không ấy. Nhưng như bạn đoán được thẳng như bạn đoán được khoảng thẳng một ý nghĩ nền vào, tôi nghĩ sẽ nền vào cái trống không ấy. Tâm trí con người không thể hoàn toàn trống rỗng, cảm xúc con người không đủ mạnh mẽ hay kiên định để duy trì một tình trạng chân không. Điều tôi muốn nói là các kiểu tư tưởng và ý nghĩa xâm chiếm những cảm xúc của tôi, kiểu tư tưởng mà những ý nghĩ ý mấy những ý, và chúng chỉ là những ý nghĩ bất chợt xung quanh cái rỗng không trung tâm đó. Những ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi chạy giống như mây trên bầu trời vậy. Khi chạy giống như mây trên bầu trời, mây đủ mọi kích thước khác nhau, chúng đều đến rồi đi. Trong bầu trời vẫn là bầu trời vĩnh cửu, nhưng đám mây chỉ là những vị khách, là bầu trời biến vị khách trên bầu trời đi qua rồi biến mất, bỏ lại bầu trời. Bầu trời vừa tồn tại vừa không tồn tại, nó có thể thực, nó có thể những ý nghĩ chợt đấy giống như là máu mây bầu trời. Mây đủ kích thước khác nhau, chúng đến rồi đi, trong khi bầu trời vẫn luôn là bầu trời vĩnh cửu. Nhưng đám mây chỉ là những vị khách trên bầu trời đi qua rồi biến mất, bỏ lại bầu trời. Bầu trời vẫn tồn tại vừa không tồn tại, nó có thể thực và đồng thời không. Và ta đón nhận cái khoảng mênh mông của khoảng mênh mang ấy và say sưa thưởng ngoạn chỉ vậy thôi.
Giờ tôi đang nói độ tuổi cuối đôi mươi, hồi còn trẻ tôi chưa hề nghĩ thế kỷ 21 sẽ thực sự đến. Thôi rồi đang ở độ cuối rồi và giờ tôi đang ở độ cuối độ 50. Hồi còn trẻ tôi chưa hề nghĩ thế kỷ 21 sẽ thực sự đến, và rằng nó nghiêm túc. Tôi nghĩ mình sẽ đến lúc tôi đến lúc đi qua tuổi 50. Lý thuyết mà nói dĩ nhiên thật hiển nhiên là một ngày nào đó, nếu không có cái gì khác xảy ra, thế kỷ 21 sẽ đến và tôi sẽ qua 50 tuổi. Hồi còn trẻ, nếu tôi bảo hãy hình dung ra mình ở độ tuổi 50 thì cũng khó như yêu cầu tôi hình dung ra một cách cụ thể về thế giới bên kia vậy. Mick Jagger có lần đã khoác lác tôi thà chết còn hơn hát bài hát đó, Satisfaction ở tuổi 45. Nhưng giờ đây, ông ấy đã 60 tuổi vẫn hát bài Satisfaction. Một số người có thể thấy chuyện đó buồn cười, nhưng tôi thì không. Khi còn trẻ, Mick Jagger không không thể hình dung ra mình ở độ tuổi năm 40 năm. Khi còn trẻ, tôi cũng y như vậy. Tôi có cười mà Mick Jagger không 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 thể nào. Tôi chỉ tình cờ không phải là một nhạc sĩ rock thôi. Không ai nhớ được hồi trẻ đã nói những điều ngu ngốc gì. Vậy nên chúng ta không chỉ trích không thể nên sẽ không trích dẫn lại cho tôi nghe, chỉ khác vậy mà thôi. Và phút này tại đây, tôi đang sống trong cái thế giới không thể hình dung được này, có cảm giác thật lạ lùng. Tôi chịu không thể nói được mình may mắn hay không, có điều gì đó không quan trọng đối với tôi và đối với tất cả người khác, và có lẽ thế đây là kinh nghiệm đầu tiên của tôi về chuyện già đi. Còn lại sai, còn lại sai sai mà nó pa, xem khoan, chẳng chuẩn à, chẳng chuẩn chéo. Tháng là sáng nó chéo à, sáng nó chiếu thẳng lan tấn tầng à, cách để mà đánh dấu đọc khi đọc truyện
đọc truyện. Cách để đánh dấu. Đó là cách để đánh dấu. Cách để đánh dấu. Khi đọc truyện trên mạng. Đó là sân. Phải xem là quán thả thả bà xe nào nào. Sẽ chạy, sẽ chạy là bà xe khải, xe khải. Thiên khải, ta bà thiên. Thần lan bây giờ ta khoa là palace chứ là các bài sao là khoa thả là khá là cơ liền nào, cơ liền sao?